Cô mến chào các em đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn lịch sử địa lý 6 phân môn lịch sử. Nội dung ôn tập trong phần kiểm tra giữa học kỳ 1 gồm có những bài như sau. Bài số 2, thời gian trong lịch sử. Trong nội dung bài 2, các em cần phải ôn tập các bài tập về tính toán thời gian. Bài 4, xã hội nguyên thủy. Trong bài số 4 thì các em chúng ta chỉ cần tập trung ở phần 1 La Mã. Bài 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Về bài 5, các em sẽ học cả bài. Và bài 6, Ai Cập cổ đại. Và bài 7, Lưỡng Hà cổ đại. Các em chỉ cần tập trung cho cô vào phần 3 La Mã, những thành tựu tiêu biểu. Về hình thức kiểm tra, các em sẽ làm bài kiểm tra trong thời gian là 60 phút. Trong đó, hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Tự luận sẽ gồm có 4 câu chiếm 6 điểm và trắc nghiệm sẽ là 18 câu chiếm 4 điểm. Sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của từng bài. Bài số 2, thời gian trong lịch sử. Trong nội dung bài số 2, các em cần phải thực hiện nhuần nhuyễn các bài tập tính thời gian. Và tại đây, cô đã có hai ví dụ. Các em chúng ta cùng theo dõi cho cô. Ví dụ thứ nhất, một hiện vật bị chôn vùi năm 179 trước công nguyên. Đến năm 2022, hiện vật đó được đào lên, hỏi nó đã nằm dưới đất bao nhiêu năm. Đối với những bài tập có liên quan đến những năm trước công nguyên, các em chúng ta thực hiện cho cô phép tính cộng. Trong bài số 1, các em sẽ giải như sau. Các em sẽ lấy năm 2022 cộng với năm 179. Kết quả sẽ là 2201 năm. Các em chúng ta nhớ chú ý cho cô phần đơn vị của bài tập này. Ví dụ số 2, một ngôi chùa được xây dựng vào năm 1054. Hỏi đến năm 2022, ngôi chùa đó đã được xây dựng cách đây bao nhiêu năm? Và đối với những bài, những năm sau công nguyên, thì các em chúng ta thực hiện cho cô phép tính trừ. Cụ thể, trong bài ví dụ số 2, các em sẽ giải như sau. Các em sẽ lấy năm 2022 trừ đi năm 1054 và kết quả sẽ là 968 năm. Một lần nữa, cô nhấn mạnh với các em phần đơn vị của bài tập này. Những nội dung mà các em thiếu sẽ bị trừ 0,25 điểm. Đến đây, chúng ta sẽ rút ra một ghi nhớ như sau. Đối với những năm công nguyên, các em thực hiện phép tính trừ. Còn đối với những năm trước công nguyên và cô có viết tắt là TTN, các em hãy thực hiện cho cô là phép tính cộng. Nội dung tiếp theo là bài số 4, xã hội nguyên thủy. Và trong bài số 4 này, các em chú trọng cho cô phần 1 La Mã, đó là các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy. Trong phần 1 La Mã, các em hãy chú ý sơ đồ mô phỏng các giai đoạn của xã hội nguyên thủy. Và trong sơ đồ này, các em có thể thấy tổ chức xã hội đầu tiên của con người, đó chính là bầy người nguyên thủy. Chúng ta sẽ đến với những đặc điểm của bầy người nguyên thủy nhé. Bầy người nguyên thủy sẽ gồm nhiều gia đình sinh sống cùng nhau trong một không gian khu vực nhất định, và họ đã có sự phân công lao động giữa nam và nữ. Trong đó, người đàn ông sẽ phụ trách phần săn bắt, tìm kiếm thức ăn cho bầy người, và người phụ nữ sẽ đảm nhiệm công việc đó là chăm sóc đàn con và có thể tìm kiếm thức ăn bằng cách hái lượm. Trải qua một giai đoạn phát triển,
thì tập hợp xã hội thứ hai của con người đó chính là công xã thị tộc. Công xã thị tộc sẽ gồm các gia đình họ có quan hệ huyết thống sinh sống cùng nhau. Và người đứng đầu của một công xã thị tộc đó chính là tộc trưởng. Tộc trưởng sẽ là người phụ nữ uy tín và lớn tuổi nhất làm chủ. Và nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và gắn bó với nhau sẽ hợp thành bộ lạc. Và đặc điểm chung nhất của bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc đó chính là của cải chung, làm chung và hưởng thụ bằng nhau, một xã hội rất bình đẳng. Tiếp theo là bài số 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Và đây là một bài mà chúng ta cần phải học từ phần 1 La Mã đến phần 3 La Mã. Một La Mã, sự xuất hiện công cụ bằng kim loại. Trong quá trình khai thác đá, thì người nguyên thủy đã tình cờ phát hiện ra được những mỏ đồng và người ta gọi đó chính là đồng đỏ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng tìm thấy trong quá trình núi lửa phun trào cũng đã tạo ra những quặng kim loại và đây chính là những cục xỉ đồng. Như vậy, kim loại đầu tiên mà con người phát hiện ra được đó chính là đồng đỏ. Sau đó, con người đã biết từ đồng đỏ chế tạo ra được đồng thau và sắt. Công cụ bằng kim loại đã giúp con người mở rộng địa bàn cư trú, tăng năng suất lao động. Đây chính là một vai trò rất quan trọng của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát những hình ảnh để cho ta thấy được sự quan trọng của việc xuất hiện công cụ bằng kim loại. Đó chính là con người có thể làm việc tăng năng suất lao động, từ đó sản phẩm làm ra ngày càng được dư thừa hơn. Và nhờ vào sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại mà một ngành nghề mới đã được ra đời. Đó chính là ngành luyện kim. Ngành chăn nuôi và trồng trọt lúc bấy giờ cũng đã có sự phát triển. Hai La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Sau đây, các em sẽ cùng ôn lại một phần nội dung của bài xã hội nguyên thủy nhé. Xã hội nguyên thủy là một xã hội giữa những người đứng đầu thị tộc và những người thành viên trong thị tộc. Đó là mối quan hệ bình đẳng, ăn chung, làm chung và hưởng thụ bằng nhau. Khi qua xã hội có giai cấp, đó là khi công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện, giúp cho con người nâng cao năng suất lao động, mở rộng địa bàn làm ăn, thì từ đó của cải dư thừa xuất hiện ngày càng nhiều. Và khi của cải dư thừa xuất hiện, giữa những người với người đã có mối quan hệ tư hữu. Những người đứng đầu thị tộc sẽ chiếm lấy một phần lớn sản phẩm dư thừa trong thị tộc của mình. Và những người còn lại trong thị tộc sẽ là những người bị tước đoạt một số sản phẩm thu hoạch. Cho nên họ sẽ trở thành những người nghèo khổ. Và những người giàu có sẽ trở thành giai cấp thống trị. Còn những người nghèo khổ sẽ trở thành giai cấp bị trị. Và khác với xã hội nguyên thủy, thì xã hội có giai cấp đó là mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị bất bình đẳng với nhau. Sau đây, mời các em chúng ta sẽ cùng hệ thống lại. Trong sơ đồ 5.5, sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy. Các em sẽ cùng so sánh về mối quan hệ giữa con người với nhau ở thời kỳ xã hội nguyên thủy và xã hội có giai cấp. Bài 6, Ai Cập cổ đại.
Phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Thành tựu đầu tiên của người Ai Cập phải kể đến đó chính là chữ viết. Đây chính là chữ tượng hình của người Ai Cập. Chữ tượng hình là hình ảnh động vật hoặc đồ vật được sử dụng để biểu thị âm thanh hoặc ý nghĩa. Trên màn hình là xem chúng ta đang được xem một bản giới thiệu về các chữ cái trong bộ chữ viết tượng hình của người Ai Cập. Bên cạnh thành tựu về chữ viết thì người Ai Cập họ rất giỏi về môn toán, trong đó là môn hình học. Cô mời các em sẽ cùng quan sát bảng chữ số tượng hình của người Ai Cập. Vậy thì tại sao người Ai Cập họ lại giỏi về môn hình học? Đó là bởi vì hàng năm lũ của con sông Nin lên, bên cạnh đem lại phù sa màu mỡ cho đồng bằng, thì nó cũng vô tình xóa đi làn ranh chia cắt đất đai. Vì vậy, sau khi nước lũ rút, thì người Ai Cập họ phải tính toán lại để mà đo đạt diện tích. Và vô tình, họ trở thành những thần đồng về môn hình học. Họ cũng chính là tác giả của bộ chữ số Pi. Và lúc bấy giờ, thì người Ai Cập đã phát hiện số Pi sẽ bằng 3,16. Và một thành tựu mà khi nghe nhắc đến Ai Cập, mọi người đều phải nhắc đến đầu tiên, đó chính là thành tựu về kiến trúc điêu khắc. Sau đây, cô mời các em chúng ta sẽ cùng quan sát hình ảnh kim tự tháp Khéops ở Ai Cập. Kim tự tháp được xây dựng nhằm làm nơi yên nghỉ của những vị pharaoh, hay đây còn được xem là những lăng mộ của những vị pharaoh, những vị hoàng đế ở Ai Cập. Và kim tự tháp Khéops này có chiều cao lên đến 147 mét, tạo nên từ hơn 2 triệu viên đá, và mỗi viên đá nặng từ 2,5 đến 4 tấn. Và kim tự tháp Khéops được xem như là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời cổ đại. Và điều đặc biệt là đến ngày nay, kim tự tháp Khéops vẫn còn sừng sững giữa đất trời. Cô mời các bạn sẽ cùng tham quan một số hình ảnh trong lăng mộ của những vị pharaoh nhé. Và khi nhắc đến Ai Cập, nhắc đến kim tự tháp, thì người Ai Cập rất tự hào với một câu nói: mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp. Các em có suy nghĩ gì về câu nói này? Và thành tựu cuối cùng của người Ai Cập đó chính là thành tựu về y học, kỹ thuật ướp xác. Đây chính là những hình ảnh của việc khai quật các lăng mộ trong những kim tự tháp. Và bài cuối cùng đó chính là bài số 7, Lưỡng Hà Cổ Đài. Và cũng tương tự bài 6, ở bài 7, các em chúng ta chỉ cần nhấn mạnh cho cô phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Thành tựu đầu tiên của người Lưỡng Hà chúng ta có thể nhắc đến đó là chữ viết và văn học. Đây chính là bảng chữ hình nêm của người Lưỡng Hà. Bảng chữ hình nêm hay còn gọi là bảng chữ hình gốc. Và thành tựu tiếp theo đó chính là về mặt luật pháp. Lúc bấy giờ, những vị vua ở Lưỡng Hà rất quan tâm đến luật pháp. Và nhà vua ban hành bộ luật để phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo luật pháp, làm cho kẻ mạnh không hại nhất kẻ yếu, để duy trì trật tự cho xã hội.
và các bạn có thể đọc cho cô lời mở đầu của bộ luật Hammurabi. Đối với người Lưỡng Hà thì họ rất giỏi về môn toán số học, cụ thể là hệ thống đếm đến số 60 làm cơ sở, đưa ra công thức tính diện tích của các hình. Và những thành tựu của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay, như hệ đếm đến số 60 vẫn được sử dụng làm cơ sở để chia 1 giờ thành 60 phút, 1 phút bằng 60 giây và chia một vòng tròn thành 360 độ. Và thành tựu tiếp theo của người Lưỡng Hà cổ đại đó chính là thành tựu về kiến trúc và điêu khắc. Vườn treo Babylon là một món quà đặc biệt của nhà vua vương triều xứ Chenda, xứ Babylon tặng hoàng hậu của mình. Vườn được xây trên một quả đồi nhỏ có dạng vuông gồm 4 tầng, tầng nọ cách tầng kia 25 mét, mỗi tầng là một vườn nối nhau bằng những cầu thang khá rộng. Và vườn có đủ hoa thơm, quả lạ, các loại cây quý hiếm được đưa về từ những vùng mà nhà vua đến xâm lược. Và kiến trúc vườn treo Babylon được xếp vào một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới cổ đại lúc bấy giờ. Và khác với những kim tự tháp vẫn còn đang tồn tại ở Ai Cập, thì vườn treo Babylon này đã bị tàn hủy bởi chiến tranh. Rất là đáng tiếc, phải không các em? Và nội dung ôn tập giữa học kỳ 1 đến đây là kết thúc. Các em chúng ta phải thật là chăm chú lắng nghe những cái ôn tập của cô, và cô chúc các em sẽ làm bài kiểm tra thật tốt. Chào các em.